tin từ báo Việt Plus, Hebola tuyên bố sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon trong trường hợp hồ sơ của Lebanon được đưa vào các sáng kiến hòa bình ở dài Gaza. Kênh truyền hình LBC dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết lực lượng Hebola ở Lebanon sẵn sàng thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó vạch ra lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon trong trường hợp hồ sơ của Lebanon được đưa vào các sáng kiến hòa bình ở dài Gaza. Theo nguồn tin, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabi Berri đã thông báo với các bên trung gian là Qatar và Ai Cập rằng Hezbollah đã đồng ý chia tách mặt trận và thực hiện nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với điều kiện việc giải quyết xung đột ở Lebanon là một phần của các sáng kiến hòa bình ở giải Gaza. Nguồn tin cho biết các cách giải quyết xung đột giữa Hezbollah và Israel đã được thảo luận tại Doha, nơi các đại biểu từ Qatar, Mỹ và Israel đã thảo luận về việc giải quyết tình hình tại vùng đất Palestine hôm 27 tháng 10. Các quan chức Ai Cập và Qatar dự kiến gặp đại diện của Hamas và một phái đoàn cấp cao của Qatar sẽ đến Beirut để làm rõ lập trường của Lebanon. Nguồn tin tiết lộ cuộc họp tại Doha đã phá vỡ bức tường khó khăn và các cuộc tham vấn về Gaza đã mang lại một tiến triển nhỏ cho thấy Israel và Hamas sẵn sàng trao đổi con tin. Thông tin từ báo VOV, các nhà nghiên cứu Mỹ cho hay các cuộc không kích của Israel ngày 26 tháng 10 có thể đã làm cản trở đáng kể khả năng sản xuất hàng loạt tên lửa của Iran. Ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc không kích của Israel vào ngày 26 tháng 10 đã đánh trúng các tòa nhà là nơi sản xuất nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo của Iran. Đánh giá trên do David Albright, cựu quan sát viên về vũ khí của Liên Hợp Quốc, hiện là người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, và Decker Evelyn, một nhà phân tích tại tổ chức nghiên cứu CNA có trụ sở tại Washington đưa ra. Theo hai nhà nghiên cứu, Israel đã tấn công khu phức hợp quân sự Pachin cũng như địa điểm sản xuất tên lửa Kozy. Cả hai đều nằm gần thủ đô Tehran. Hồi tháng 7, Reuters đưa tin địa điểm sản xuất tên lửa Kozy đang được mở rộng ông everlis cho rằng các cuộc không kích của israel có thể đã làm cản trở đáng kể khả năng sản xuất hàng loạt tên lửa của iran quân đội israel một công ty vệ tinh thương mại cho thấy cuộc không kích của israel đã phá hủy hai tòa nhà ở kozi là nơi trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo của iran theo hình ảnh mà Reuters đã xem, các tòa nhà được bao quanh bởi các bờ đất cao. Những công trình như vậy có liên quan đến hoạt động sản xuất tên lửa và được thiết kế để ngăn chặn vụ nổ từ một tòa nhà kích nổ các vật liệu dễ cháy trong các công trình gần đó. Thông qua hình ảnh của Planet Labs về Pachin, nhà phân tích Evelyn đánh giá Israel đã phá hủy các tòa nhà trộn nhiên liệu rắn cho tên lửa đạn đạo của Iran và một nhà kho nhà nghiên cứu albright cũng đã xem hình ảnh vệ tinh và có nhận định tương tự về đòn tấn công của israel vào pachin tuy nhiên ông không nêu tên công ty cung cấp hình ảnh đó ông evalit nhận định israel cho biết họ nhắm vào các tòa nhà chứa máy trộn nhiên liệu rắn của iran nhưng máy trộn công nghiệp này rất khó sản xuất và bị kiểm soát xuất khẩu iran đã nhập khẩu nhiều máy trộn trong nhiều năm với chi phí rất lớn và họ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thay thế chúng Ông Everly cho rằng với một hoạt động hạn chế, Israel có thể đã giáng một đòn mạnh vào khả năng sản xuất hàng loạt tên lửa của Iran và khiến bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào trong tương lai của Iran cũng sẽ khó xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel hơn. Iran có kho tên lửa lớn nhất Trung Đông. Theo giới chức Mỹ, Iran đã cung cấp tên lửa cho Nga, lực lượng hậu ở Yemen và lực lượng dân quân Hezbollah ở Lebanon. Theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã phá hủy một căn hầm dài khoảng 1,5 km của hệ Bola cùng với một căn cứ quân sự của lực lượng tát quan tinh nhuệ thuộc nhóm này ở Libanon. Hành động nêu trên được thực hiện vào ngày 26 tháng 10, đánh dấu cuộc tìm kiếm và phá hủy lớn nhất của quân đội Israel trong ba tuần kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào miền nam Lebanon Cơ sở chiến lược ngầm bị phá hủy được cho là Hebola phải mất 15 năm để xây dựng và trước khi nó bị phá hủy, tại đây đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ khiến nhiều phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt. Theo FDD, một viện nghiên cứu phi đảng phái có trụ sở tại Washington, DC để phá hủy cơ sở chiến lược ngầm nêu trên của Hebola, đơn vị công binh chiến đấu đặc nhiệm lầm của quân đội Israel đã phải sử dụng 400 tấn thuốc nổ và vụ nổ mạnh đến mức làm các máy đo địa chấn ở phía bắc Israel phát cảnh báo động đất cơ sở ngầm bị phá hủy này có sức chứa hơn 100 phần tử Hezbollah và được chúng lên kế hoạch sử dụng để tấn công các cộng đồng miền Bắc Israel trong một chiến dịch mang tên Chinh phục Galilee, với mục tiêu thực hiện một vụ thảm sát dân thường Israel giống như phong trào Hamas đã làm với miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Dẫn phân tích của Giám đốc điều hành Mark Dubowitz, FDD, cho rằng cơ sở ngầm của Hebola vừa bị IDF phá hủy là một căn cứ tập trung khổng lồ và Hebola đã phải tiêu tốn hàng triệu đô la Mỹ để xây dựng trong sự bảo mật kỹ lưỡng. Việc phá hủy căn cứ ngầm của Hebola cho thấy các mục tiêu của chiến dịch trên bộ của Israel ở miền nam Lebanon dần thành hiện thực. Nhà phân tích Ahmad Sadawi thuộc FDD cũng cho rằng, việc phá hủy các căn hầm, đường hầm và cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah đang giúp IDF vô hiệu hóa mối đe dọa của Hezbollah dọc theo đường xanh. Chiến dịch của IDF đã làm giảm lo ngại của 80.000 người Israel về sự hiện diện của lực lượng đát quan của Hezbollah ở phía bắc đây là lực lượng có nhiệm vụ thực hiện vụ thảm sát nhằm vào dân thường Israel, tương tự như Hamas, đã làm vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, nhưng tới nay đang bị tổn thất nặng nề khi chỉ huy và hàng trăm tay súng của đơn vị này đã bị IDF tiêu diệt. Quân đội Israel cũng vô hiệu hóa nhiều cơ sở hạ tầng của đơn vị này ở miền nam Lebanon. Mỹ và Israel ước tính Hezbollah có khoảng 40.000 tay súng trước các diễn biến leo thang hiện tại cùng với kho vũ khí lớn và một mạng lưới đường hầm quy mô gần biên giới Israel. Từ tối ngày 30 tháng 9, Israel bắt đầu triển khai chiến dịch trên bộ có mục tiêu và giới hạn ở miền nam Lebanon nhằm vào các mục tiêu và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Quân đội Israel vào ngày 1 tháng 10 khẳng định các cuộc đột kích trên bộ của lực lượng này ở miền nam Lebanon sẽ nhắm vào các căn cứ của Hezbollah dọc theo biên giới với Israel, chứ không nhằm chống lại dân thường. Người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết những cuộc đột kích có quy mô nhỏ sẽ nhắm vào các thành trì của Hezbollah, đe dọa các thị trấn làng mạc và cộng đồng của Israel dọc biên giới của chúng tôi. Hezbollah đã biến các ngôi làng của Lebanon bên cạnh các ngôi làng của Israel thành các căn cứ quân sự sẵn sàng tấn công Israel. Thông tin từ báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, Israel đã cảnh báo Iran trước các cuộc không kích trả đũa vào sáng ngày 26 tháng 10 rằng Tehran không nên đáp trả nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công qua lại leo thang thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Theo ba nguồn tin được trang tin Asius trích dẫn, cảnh báo của Israel đã được chuyển tới Iran thông qua một số bên thứ ba, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan. Một nguồn tin nêu rõ, Israel đã nói rõ với Iran trước về những gì họ sẽ tấn công nói chung và những gì họ sẽ không tấn công. Còn tờ Sky News Arabia dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Nga đã thông tin tình báo cho Iran trước vài giờ về các cuộc không kích của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố Israel đã tiến hành tấn công ba đợt vào các mục tiêu quân sự của Iran. Trong số các địa điểm quân sự bị nhắm mục tiêu có các khẩu đội phòng không và các nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo, những địa điểm được sử dụng trong cuộc tấn công trực tiếp mới nhất của Iran vào Israel vào ngày 1 tháng 10 và một cuộc tấn công trước đó vào ngày 14 tháng 4. Báo Jerusalem Post của Israel cho biết cuộc tập kích nhằm vào Iran sử dụng hơn 100 chiến đấu cơ, trong đó có cả tiêm kích tàng hình F-35. Các máy bay Israel đã hoàn tất hành trình có chiều dài khoảng 2.000 km trong chiến dịch, bài viết miêu tả. Theo hai nguồn tin khác, Israel cũng cảnh báo Idan rằng nếu Iran trả đũa, các cuộc tấn công tiếp theo sẽ mạnh hơn. Chỉ vài giờ sau khi không kích, IDF thông báo kết thúc chiến dịch đáp trả. Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cảnh báo nếu Iran phạm sai lầm leo thang hơn nữa, Israel sẽ đáp trả. Về phần mình, Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở quân sự trên khắp đất nước đã được ngăn chặn và chỉ gây ra mức độ thiệt hại hạn chế. Hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin Israel đã tấn công một số khu vực của các trung tâm quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã bị chặn lại và Iran đã phản công thành công bằng hệ thống phòng không tích hợp. Các quan chức Iran trước đó cho biết, các hệ thống phòng không này đã được triển khai ở một số khu vực xung quanh Tehran và cả nước. Trong khi đó, dẫn một nguồn tin biết rõ về cuộc tấn công, báo Mỹ The Washington Post cho hay, chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Iran vào sáng ngày 26 tháng 10 là một phản ứng lớn hơn so với phản ứng mà nước này đã thực hiện vào Isfahan hồi tháng 4. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định cuộc tấn công được lên kế hoạch để giảm thiểu thương vong và ngăn chặn tình hình leo thang giữa Israel và Iran. Do qua Washington Post đưa tin, các cuộc tấn công của Israel nhằm mục đích tạo ra tác động mà Iran có thể hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công và không trả đũa qua lại.